Con kiều tình mộng vương giang đông kim biên thịnh nơi để nhất thiên tiên tăng phong siêu thắng nghi sẽ lạc ngữ về đồng phương giao chủ thập nhì nguyện với tư tiểu kim tăng diệu đàn tràng thất thất diễn chân tường hương lan lê nhị thạch tiên văn thịnh lời đệ nhị thanh tiên tích sứ hiền thanh trong đệ đệ sùng sơn sa la thanh sao hồi chúng đệ tam thanh tiên thịnh mời đệ tam thanh tiên xích lần lòng đừng ngự lệ thủy cung đại thành thành ra ơi
Đề Tam Vương Quan thịnh mời ông lớn Đề Tam. Phương diện bạo sung nhan ta ý khác thường. Du lịch ngang ngang
đút phương ngã ý. Chúa thủ cung hai quan dòng ngang thập cờ diệu quang minh chứng đàn chúc ngơ tứ tăng cung là kim phục hoàng thần thần thánh tế tiên chúc có số dâng lên ngày lành có số dâng lên tôn đông tâu đối chúa phu phó rằng chúa phê trường sinh sinh thank you.
tiên mà trường sinh bày ban ban khắp khắp hết thiên đình sân đàn quê tiêu nhạc vũ
tay cứu nước trừ nguy biên. Tiếng đề ngàn thu với non sông sinh ra tân đoàn ngân lang anh còn hồng soi sáng Nam Ninh là con vua thủy quốc đông đông đinh để tam tá tình giáng sinh để đình dân thank you.
lên ngàn lấy ngọc lưu ly đùng 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 dần nước rút thì không ai đạt. Thank you.
đi tả văn hữu võ lương bán đau đạt lệnh truyền văn võ đôi khang. Phục hoàng thần thần thánh đế hiện trung trung con sớ dâng lên ông về tâu đôi chú thêm rõ ràng chú thế nhị tự trường sinh đồng sư trang trình về tuổi tế long long vàng sư nhà trước thỉnh Phật tuyên kinh sau cung canh tam tứ phủ trần triều tiến lễ sơn trang nhở nhất tâm lòng kiều thỉnh ghế quanh ta nhở dạo đông hầu tranh giang đài vương kỳ cùng là anh chắc dáng đền trung lai lâm đền sở nhở để xe loan ngự đồng nhở để chứng tâm chứng đảng chứng lễ chứng lòng thành nhở để khung phù cho ghế quan thầy họ Trần nhở khỏe chân mạch tay sống lâu trăm tuổi thọ tỉnh Lang Sơn nhở để bồi hơi tiếp sức cho ghế quan thầy họ Trần nhở có tài có lộc có ngân có xuyến nhở xây đền đáp phủ nhở đại cụ chứng tâm cho pháp sư đàn ca chúc tánh nhị vị hầu dâm nhà chư thanh đồng chư đệ tử con nhang các lính các ghế hài hàng bốn phủ chầu trực cửa quan ta ngày hôm nay nhà lầu lộc đấy chủ lao chủ ấy nhở quan ta lai sáng bản đền để cung phủ cho bách gia trăm họ quốc tái dân an nhở dòng nước sông tranh
đêm ngày vân 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 chạy chạy xong cuồn cuộn cháy về đâu đâu chúng con nhớ người cha sĩ lập nên công đầu ngàn năm năm ghi nhớ chân sinh tử vì đời khá ngại gian nguy tranh tranh giang ơi đầy đầy ngọc rất rất trang hoàng bán điện đây hôm nay sông mờ đòn hữu duyên khắp bốn phương đều biết ông lớn tuần đã dạy thần cơ cửa sông đâu đó phụng thờ ninh vang thiết lập đền thờ quan tuần trong tiếng nước thanh tung hoành dung
cánh non bồng nước nhược bồng lai. Vui cùng bạn chúc bạn may, đào lan tiệc ngọc sum vầy tiệc xương ca. Giá bắp tòa nay về giá ngự xứ ca bàn đề là chú thật biên thanh chữ thiên đức đức thuật thần tháo huyền ông lớn nơi độ cho anh ra hồi cung thế quốc đông đình con vua thế quốc đông đình đào tiên ông điều thất thất na anh linh linh thánh gia ơi con vua thứ hai triệu tường nghi ngài là con vua thứ hai đời lê thái tổ